sau để thấy em rõ hơn, để cố gắng em từ xa. Âu yếm lên cả một gió đâm trắng thu về lại vừa đành cô bái. Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Tôi bắt đầu bằng một đoạn nhạc nhẹ nhàng một chút cho chúng ta thay đổi không khí, bởi vì là cứ xin chào mãi thì cũng chán, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải tạo ra một cái sự khác biệt một chút. Tôi thì hát không hay đâu ạ, nhưng mà nên là sẽ dùng cái nhạc của Subin Hoàng Sơn để cho mọi người nghe cho thích thôi. Bài học này, trong video này thì tôi sẽ giúp các anh chị định hình, phân biệt là một dạng siêu lú và một dạng siêu đỉnh. Vâng, tất nhiên cái khái niệm mà siêu lú là cái khái niệm trong ngoặc kép, đúng không ạ? Và siêu đỉnh ở đây là siêu đỉnh cao đấy, đúng không ạ? Vâng, thế thì thứ nhất là siêu lú là những cái người bán hàng như thế nào. Thế thì đây là một số những cái dấu hiệu cho thấy rằng bạn hoặc là ai đó đang rơi vào cái tình trạng là siêu lú, được chưa ạ? Thí dụ như là những cái người mà siêu lú là thường xuyên khóc lóc, than phiền, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho sản phẩm, đổ lỗi cho đồng nghiệp, đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, thậm chí đổ cả lỗi cho những việc mà nó không phải là lỗi, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là cái tư cách của những người mà người ta không dám nhận lỗi về mình, hoặc là người ta không nhìn ra các cái vấn đề để người ta giải quyết, đúng không ạ? Người ta chỉ suốt ngày khóc lóc, than phiền, đổ lỗi thôi, rằng là em đã thế này, em đã thế kia, mà không phân tích được tại sao. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để tốt hơn, làm thế nào để tốt hơn, làm thế nào để chúng ta có thể tốt hơn, đúng không ạ? Thứ hai nữa là những người mà siêu lú, đúng không ạ, vui đấy, là thường bị áp lực KPI doanh số. Chúng ta bán hàng vì doanh số, bán hàng vì mục tiêu lợi nhuận, chứ không phải là bán hàng vì niềm vui, bán hàng vì chúng ta là tự hào nghề nghiệp, bán hàng vì chúng ta là một king of sale, một best seller. Chúng ta thường không nghĩ như vậy, đúng không ạ? Chúng ta bán hàng không vì lợi ích của khách hàng, mà chúng ta bán hàng vì lợi ích của chính chúng ta. Tôi thấy rằng là ví dụ như là có một lần tôi đi ăn ở một cái nhà hàng, thế thì chúng tôi có 3 người gọi một cái 5 món ăn ra, thì gọi đến cái món thứ 3 thì ông chủ nhà hàng ông nói là như thế là đủ rồi, bây giờ các anh có thể chọn 3 trong 5 món này, chứ còn nếu mà các anh chọn cả 5 món thì các anh ăn sẽ không hết. Một cái ý tưởng cho tôi thấy rằng là những cái người mà bán hàng có tâm, có tầm đỉnh cao, họ sẽ nghĩ cho khách hàng, vì lợi ích của khách hàng, chứ không phải là cố mua cố bán bằng được. Chúng ta hiện nay đều đang được đào tạo theo cách là chúng ta cố gắng bán nhiều nhất cho khách hàng để tăng doanh thu lên, cross selling, up selling các kiểu, mà chúng ta không quan tâm đến thực sự lợi ích và nhu cầu của khách hàng. Chúng ta không đưa ra các cái lời khuyên, hoặc thậm chí là sự ngăn cản rằng là với một cái cách thức mua hàng như vậy thì hiện nay bạn đang bị lãng phí, bạn xài không hết nhu cầu, có đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Hay là chúng ta là gì ạ? Nói quá nhiều và lắng nghe quá ít. Sale hiện nay chúng ta thường hay sợ là phải nói, phải giới thiệu về sản phẩm, phải giới thiệu về công ty, rồi thì phải nói thao thao bất tuyệt về các cái lợi ích của sản phẩm của mình, mà không lắng nghe khách hàng, không đặt câu hỏi cho khách hàng, không biết được nhu cầu thực sự của khách hàng. Thậm chí khách hàng ngáp ngủ, ngồi ra đấy, đi về rồi vẫn không biết, vẫn còn đang lo lắng, vẫn còn đang sợ hãi là nếu nói không đủ thì về sếp sẽ mắng, có đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì siêu lú cũng có thể là những cái sự thiếu chuẩn bị trong cái quá trình làm kinh doanh, từ việc là trang phục cho tới sale kit, cho tới các cái kinh nghiệm, các kỹ năng, tất cả các kỹ năng mềm cần thiết. Đó là chúng ta không chuẩn bị, chúng ta quá tự tin vào bản thân, hoặc đôi khi cái sự tự tin thái quá sẽ dẫn tới là cái thái độ ở đây là thái độ tinh tướng, và tinh tướng ăn khoai nướng đấy, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì siêu lú là gì ạ? Chỉ chăm chốt đơn, chỉ chăm ký hợp đồng thôi, lúc nào cũng thúc giục vội vã, mà không lắng nghe cái nhu cầu của họ xem thực sự là gì để đưa ra giải pháp tốt nhất, có đúng không ạ? Thế rồi siêu lú cũng thường xuyên là gì ạ? Sử dụng cái phương pháp là tình một đêm với khách hàng. Tất nhiên cái khái niệm tình một đêm đấy là tôi để trong ngoặc kép, tức là gì? Chúng ta chỉ cố gắng bán xong một lần và chúng ta quay ngoắt đi, đúng không ạ? Chúng ta không chăm sóc khách hàng, hoặc là chúng ta cảm thấy rằng đây là cái khách hàng không tiềm năng, cái chúng ta bỏ tõm một cái rơi xuống luôn. Tôi nhớ là ngày xưa khi mà tôi cách đây mấy năm tôi mua cái chiếc xe hơi đầu tiên, khi mà tôi nhận được cái quảng cáo thì tôi đã điền form thông tin Khoảng một tuần sau đó thì tôi nhận được cái cuộc gọi tư vấn người bán hàng dành cho khách hàng là gì? Anh có phải là anh Phan Anh không? Vâng ạ, em ở bên công ty ô tô X đúng không ạ? Em biết anh mua cái này mua kia. Thế thì bạn ấy thường gọi điện cho tôi vào lúc khoảng chiều tối. Bạn ấy, tôi nhớ rằng là bạn đã gọi cho tôi khoảng 3 lần vào lúc chiều tối, và 3 lần đấy đều là những lúc mà tôi đều phải đi làm, bởi vì các bạn biết rồi, tôi thường là giảng viên, tôi thường đi dạy vào buổi tối, dạy cho các doanh nghiệp, dạy cho các chương trình đào tạo của tôi, ví dụ như chương trình đào tạo kinh nghiệm sale, Facebook marketing, online marketing đúng không ạ, chương trình đồ họa, rồi thì làm content marketing đấy, kiểu như thế. Thì tôi thường bận vào cái buổi chiều tối từ khoảng 5h30 cho đến 9h30 tối. Thế thì tôi thấy bạn ấy gọi khoảng 3 lần và đều gọi vào cái thời điểm mà tôi thấy rằng là tôi không phù hợp. Bạn ấy đã không thay đổi cái giờ gọi. Và thứ hai nữa là bạn ấy thấy tôi đều từ chối bạn ấy, thì bạn ấy có thể cho rằng là tôi để lại số điện thoại và mua cho nó vui, sướng mồm, chứ không phải là khách hàng tiềm năng. Và sau 3 lần bạn ấy nỗ lực theo sale đều không đúng lúc thì bạn đã buông thõm một cái. Và sau đó một thời gian khoảng độ 2-3 tuần sau thì tôi kết thúc khóa học, tôi rảnh thì tôi bắt đầu đi mua xe. Thế thì khi đó, đấy là một cái ví dụ thực tế mà tôi trải nghiệm thấy, thì tôi thấy rằng là cái việc mà các bạn buông khách hàng quá sớm cũng có thể đấy là một sai lầm, hoặc là các bạn đeo bám khách hàng quá dai như điều đói cũng là một cái sai lầm. Nhưng mà mình đeo bám dai nhưng mà mình phải rất là khéo. Khi mà chúng ta nhìn thấy một khách hàng mục tiêu thì chúng ta phải đeo bám, chúng ta phải hết sức khôn khéo, tạo ra nhiều cái bối cảnh, tạo ra nhiều cái hình thức, cái cách thức để mà chúng ta có thể là theo dõi và cũng như là đeo bám được khách hàng, để khách hàng không cảm thấy khó chịu. Bởi vì khách hàng mà chỉ cảm thấy khó chịu một cái thì cái là các bạn sẽ đứt ngay lập tức, đúng không ạ? Người ta sẽ buông ngay. Đấy. Thế còn cái ý mà tình một đêm, tức là mình bán được rồi hay là mình cảm thấy không ăn thua cái mình buông luôn. Đó, thì đấy là một số những cái mà cái sai lầm mà tôi gọi vui đấy là siêu lú, đúng không? Thế mà bây giờ so sánh với siêu đỉnh, và siêu lú versus với siêu đỉnh, đúng không? Thế thì ở đây là gì ạ? Chúng ta mà có những cái quan điểm bán hàng về siêu đỉnh đấy là gì? Chúng ta sẽ không, hoặc thậm chí là có thể sẽ không bán hàng cho khách hàng nếu như sản phẩm đó không phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Thì tôi có đọc một cái cuốn sách, trong đó có một cái ví dụ người ta nói về cái việc là sale của hãng BMW tư vấn cho một khách hàng đến mua một chiếc xe BMW, và người khách hàng này có hỏi người bán hàng tại showroom của BMW, xe hơi đấy ạ, rằng là tại sao chiếc xe SUV mà anh ta muốn mua nó gần giống và tính năng nó cũng khá là giống với một chiếc Infiniti Q56, thì sao mà chiếc Infiniti đấy giá lại chỉ có 65.000 đô mà chiếc BMW này lại có giá 85.000 đô. Thế thì tất nhiên đây là câu hỏi so sánh thông thường của khách hàng, và trong cuốn sách đấy họ đưa ra cái ví dụ này. Thì người sale của BMW đã nói: thưa ông, bây giờ ông có còn niềm vui với cái niềm vui thú với cái trải nghiệm lái xe hay không? Và người khách hàng này nói rằng là thú thật với anh là bây giờ thì công việc rất là áp lực, và tôi đã mất đi niềm vui lái xe. Ra ngoài đường thì tắc đường và tai nạn rất nhiều, cho nên đối với tôi lái xe chỉ đơn giản là để đi đến chỗ đi và về đến chỗ về. Người salesman của BMW đã nói là vậy thì ông nên mua chiếc Infiniti, bởi vì chiếc xe đó rẻ hơn. Và đây là một cái ví dụ cho thấy rằng là một người sale đỉnh, một người sale có tâm là sẽ không bán các sản phẩm không phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Cái câu chuyện này nếu mà phát triển thêm, trong sách người ta không viết, nhưng mà tôi hiểu rằng là ý của cái người sale này sẽ nói rằng là nếu như ông ta thực sự, tức là khách hàng đó, thực sự cần cái trải nghiệm của người lái, thì chiếc xe này sẽ cực kỳ tuyệt vời cho một người là thích lái xe, thích trải nghiệm. Bởi vì triết lý thiết kế của BMW là nó thiết kế cho người lái, chứ nó không phải thiết kế cho người ngồi. Đó, thì cái đấy là cái ngôn ngữ thiết kế của các cái hãng xe. Cái đoạn đấy thì sách người ta không nói, nhưng cái đoạn trước thì sách đã nói. Và tôi cực kỳ thích cái ví dụ này. Ví dụ này đã cho thấy rằng là một cái người siêu đỉnh là không nhất thiết phải cố bán những cái sản phẩm như vậy. Thông thường như ở Việt Nam thì tôi thường thấy rằng là chúng ta được đào tạo, được dạy là đấy, trong trường hợp như thế, đúng không ạ, thì các bạn phải phản biện khách hàng, các bạn phải tư vấn cho khách hàng là BMW tốt như thế nào, hơn những cái gì, vân vân. Tất nhiên tôi nói là đây là trong ví dụ về mặt giả định. Thế còn trong cái cuốn sách đó người ta hướng dẫn như thế và salesman đã chốt ngay. Và tất nhiên tôi nói rằng đây là tôi trích dẫn một cái nguồn ở trong cuốn sách, tránh cái việc là lại hiểu sai là BMW có chính sách như vậy, được chưa ạ? Ý thứ hai của một siêu đỉnh, đúng không ạ? Đấy là chúng ta sẽ bán hàng theo cái mong muốn và theo cái nhu cầu của khách hàng. Thì cái này nó đối lập với cái siêu lú thôi, đúng không ạ? Và cái ý thứ ba đấy là bán hàng như một đam mê, bán hàng như là hơi thở. Tức là tôi gặp một người là tôi bán được hàng, đấy mới là siêu đỉnh, đúng không ạ? Ví dụ như hôm kia tôi vừa đi ăn trưa với một anh giám đốc kinh doanh của một cái thương hiệu thời trang rất lớn. Tôi nói với anh ấy về một cái túi xách, anh ấy chưa hề để ý đến, đúng không ạ? Anh bảo ôi Phan Anh đeo cái túi đẹp thế, đúng không ạ? Vâng, thế là tôi thao thao bất tuyệt, tôi giới thiệu về cái túi xách đó và anh ấy rất là thích, anh ấy bảo là nhờ tôi mua giúp. Đó, ý tôi muốn nói là như thế, tức là bán hàng như một niềm đam mê, bán hàng như một gọi là hơi thở. Chúng ta bán mọi lúc, bán mọi nơi, bán mọi thứ và một cách hết sức tự nhiên, hết sức chân thành, có đúng không ạ? Chúng ta không cần thiết phải tìm kiếm cái điều gì cả đấy. Thì khi chúng ta có những cái tố chất như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ rất là dễ dàng thành công, được chưa ạ? Và chúng ta sẽ chỉ bán những cái sản phẩm, những cái dịch vụ là phù hợp nhất cho khách hàng, có đúng không ạ? Vâng, đưa cho những cái khách hàng những cái giải pháp tốt nhất về mặt nhu cầu, về mặt chi phí, chứ không phải là cố gắng bán nhiều nhất cho khách hàng, đúng không ạ? Vâng, và coi khách hàng là người thân, là bạn bè, là bằng hữu, là anh em trong gia đình. Duy trì mối quan hệ khách hàng thân thiết, sâu lắng và chân thành. Đấy. Thậm chí như bây giờ các học viên của tôi học xong rất lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn hỗ trợ mọi người, tôi vẫn trò chuyện, tôi vẫn kết bạn với họ. Họ vẫn như người bạn của tôi vừa mới gặp ngày hôm qua thôi. Thì tất nhiên đấy là cái quan điểm cá nhân của tôi, đúng không ạ? Và khi mình quan tâm đến quá nhiều khách hàng thì mình cũng sẽ bị mất khá nhiều thời gian. Đấy, thế nhưng mà mình hãy cố gắng, đúng không ạ? Mình hãy cố gắng. Thì đó chính là cái cách chúng ta sẽ thành công, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ là buôn có bạn và bán có phường. Đấy, và chúng ta cũng có thể là bán hàng theo một cái nhóm, đúng không ạ? Hay còn gọi là đi săn theo bầy đấy. Chúng ta phải học cách làm việc nhóm và chúng ta phải giỏi các cái công cụ marketing online. Chắc chắn một siêu đỉnh phải biết làm như vậy, phải có kỹ năng thuyết phục, phải có khả năng định vị thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Phải biết định vị thương hiệu cá nhân, phải biết sử dụng những cái công cụ online marketing như vậy để làm ban đạp cho chúng ta tấn công tới các cái thị trường mà chúng ta mong muốn. Rồi chúng ta cũng phải biết truyền cảm hứng. Đó, thì cái phần này là những cái phần tố chất tôi đã nói rồi. Thì đây là một cái video tôi muốn tổng hợp lại là cái quan điểm về siêu lú và quan điểm về siêu đỉnh, đúng không ạ? Để chúng ta so sánh, xem là chúng ta đang ở cái mức độ nào và chúng ta sẽ thay đổi để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Tôi với một cái mục đích duy nhất đấy là giúp các bạn thành công hơn trong cái việc bán hàng, tăng trưởng được doanh số và kích thích được cái niềm đam mê, cái sự tự hào trong công việc. Tất nhiên thu nhập sẽ luôn đi theo bạn, đúng không ạ? Sẽ gia tăng đồng nghĩa với cái việc khả năng bán hàng của bạn trở nên tốt hơn. Vâng, vậy thì tôi xin phép kết thúc cái bài học này là bài học phân biệt siêu lú với siêu đỉnh một cách vui vui để trong ngoặc kép như vậy. Và cuối cùng thì xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Nếu có câu hỏi thì xin hãy được liên hệ với tôi, Phan Anh, với địa chỉ email phananhonline@gmail.com, website phananhonline.com hoặc pamarketing.vn để được hỗ trợ nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.